Rồi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với các bạn với các mẫu xe của Honda ha. Thì hôm nay clip này mình sẽ gửi đến các bạn cái mẫu là Honda Aplex và cái mẫu Vision. Thì trong clip này mình sẽ báo giá trong tháng 10 năm 2020 này cho các bạn cùng tham khảo. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 10 rồi, thì cái giá xe nó cũng có phần thay đổi so với những ngày trước, thì mình cập nhật lên cho các bạn cùng tham khảo. Nói về con Vision trước đây thì hiện tại thì nó có nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn luôn nè. Ở đây thì mình có màu đỏ, rồi màu đen mờ. Đây như có cái màu đen mờ phiên bản đặc biệt ha. Đây, màu đen mờ. Còn màu xanh, màu trắng, rồi màu xanh mới nữa các bạn. Đó, này là màu mới ha. Đây có. Rồi đây là cái màu trắng đỏ ha. Thì hiện tại thì cái giá Vision này nó sẽ dao động khoảng từ ở phiên bản thấp nhất là phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có giá khoảng cỡ 32 đến 33 triệu thôi. Còn phiên bản mà đặc biệt thì nó sẽ có giá khoảng 34 triệu. Thì cái giá này nó sẽ cao hơn so với những cái tháng trước và những cái ngày trước rồi. Đó, thì như các bạn thấy thì ở con Vision này thì cái giá nó sẽ luôn thay đổi ha. Cái giá xe nó sẽ luôn thay đổi tùy theo ngày, tùy theo thời điểm nữa. Cho nên các bạn có thích cái mẫu Vision này thì mình hãy nhanh chân đến các cửa hàng Honda để mình lựa chọn liền. Chứ để hoài ngày thì giá nó có thể thay đổi. Nhiều khi mình mua trong thời điểm xe nó đang hút á, thì giá nó sẽ mắc. Còn mà mình mua trong thời điểm xe nó không có hút nhiều á, thì cái giá nó sẽ rẻ. Và cái phí đăng ký biển số thì ở huyện thì sẽ khoảng 700-800 ngàn thôi. Này là ở Trà Vinh nha, còn ở thành phố thì nó sẽ khoảng gần 2 triệu rưỡi gì đó. Thì cái giá này thì mình chỉ báo giá xe thôi, còn cái thuế này kia thì các bạn có thể tự cộng thêm. Thì khi mua cái dòng Vision này thì sẽ được tặng các quà tặng như là áo mưa, áo chùm xe, móc khóa, rồi cái phiếu bốc thăm trúng thưởng, rất là nhiều phần quà đang khi mà các bạn mua ở dòng xe này. Thì về nói về kỹ thuật thì cái dòng xe này thì mình cũng được đánh giá rất là nhiều rồi. Thì về tiết kiệm xăng thì nó cũng tiết kiệm xăng tốt nè. Đó, kiểu dáng thì và đặc biệt thì mình muốn nói với các bạn ở dòng Vision này thì khi mà mình mua một chiếc xe mới thì các bạn để bảo dưỡng nó tốt hơn và chạy nó êm ả hơn á, thì mình nên đi kiểm tra định kỳ thường xuyên đó, để cho chiếc xe mình nó được hoạt động tốt. Ví dụ như mình với mấy bạn nam như của mình á, thì chạy thì mình có thể là khi mà chạy xe mà có nghe tiếng động bất thường gì đó thì có thể là mình nhận biết được xe nó đang gặp sự cố hay là có gì đó không ổn. Còn đối với những bạn nữ khi mà chạy xe thì mình chỉ chạy thôi, có ít có để ý tới việc mà xe nó hay kêu hay gì, đến khi mà nó hư hỏng nặng, nó phát ra tiếng ồn lớn thì mới nhận ra được. Thì lúc đó thì mình có thể sửa chữa nó hơi bị nhiều đó. Cho nên là khi mà chạy xe hoặc hành xe mình thì mình nên chú ý những cái tiếng ồn nhỏ, cho dù nhỏ khi mà mình thấy không an toàn thì mình có thể chạy đến hết để mình kiểm tra ngay, thì nó sẽ giúp cho xe nó bền hơn. Rồi ở đây thì cái Vision này thì đa phần nó sẽ lên xài chìa khóa là smart key, chìa khóa thông minh, cho nên khi mà các bạn mua xe thì các bạn nên giữ kỹ hai cái phần cái mã chìa khóa này nè, giữ kỹ lại. Trường hợp rất là nhiều trường hợp mình gặp là chạy bị mất remote hoặc là hư remote mà mất luôn cái mã ID, thì cái việc mà để cài remote lại nó hơi khó khăn. Có nghĩa là mình sẽ mất một khoảng thời gian nhiều và tốn chi phí nhiều để mua một cái remote và cài lại. Còn nếu mà như các bạn giữ cái mã ID trên chìa khóa này nè, đó, thì cái mã này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cài remote rất là dễ dàng. Và đồng thời nếu mà mất đi, có mã này cũng có thể chạy được. Thì hôm nào có thời gian nhiều mình sẽ làm một cái clip mà khởi động khẩn cấp bằng một cái mã ID đó cho các bạn cùng tham khảo. À, rồi thì cái đó là những vấn đề cần lưu ý khi con mua Vision. Mình xin nhắc lại là giá nó sẽ khoảng từ 32 triệu cho đến 34 triệu 500 tùy theo mẫu xe, tùy theo thời điểm nha các bạn. Đó, rồi nó có các màu sắc như trước mặt các bạn đây. Rồi tiếp đến dòng Aplex.
Đây con Black này là con Black 125, màu đỏ đen. Thì Black này nó sẽ có rất là nhiều màu, hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Đặc biệt thì màu đen mờ. Rồi con Black 125 này thì nó sẽ có giá khoảng 42 cho đến 43 triệu với phiên bản 125. Còn nếu mà màu đặc biệt thì nó sẽ có giá khoảng 44 triệu tất cả các màu luôn nha. Còn ở 150 thì khoảng 54 cho đến 56 triệu bao gồm cái các màu với màu đặc biệt luôn. Thì ở rồi về con Black này thì các bạn cần lưu ý những gì khi mà mình mua cái dòng xe Black này. Thì trước tiên mình mua xe mới thì về vấn đề bảo dưỡng thì mình phải đi kiểm tra định kỳ thường xuyên để cho xe nó bền hơn. Cái thứ hai nữa, trong mùa mưa này nè thì cái bố đĩa xe nó rất là dễ mau mòn đó. Nó mòn thì nó sẽ tốn chi phí mình, giả lại thêm cái nữa là mình sẽ vận hành không được an toàn đó. Cho nên khi mà các bạn mua xe thì mình cần kiểm tra và đi kiểm tra định kỳ. Nếu mà trường hợp cái bố đĩa mà nó mòn thì mình nên thay thế, chứ không có sửa chữa cái này mà sửa chữa thì nó không có an toàn nha các bạn. Đó, sửa đúng quy cách thì nó tốt, nhưng mà sửa sai quy tắc thì nó gây ảnh hưởng cho mình rất là lớn, tại vì nó liên quan tới hệ thống an toàn cho mình. Rồi ở đây thì remote nó cũng như cái dòng xe Vision luôn, cũng có hai cái remote và hai chức năng, có kèm theo cái mã ID. Như cái Vision lúc nãy mình có nói là cái mã ID nè các bạn giữ cho kỹ lại đó, trường hợp rớt mất cái remote này thì mình có thể lấy cái mã ID để khởi động khẩn cấp và kèm theo là mình thay thế để mình thay cái remote đó. Đó. Rồi cái lưu ý cần nhất là cái remote này thì nó rất là dễ hết pin với sử dụng cái ổ khóa smart key này. Cho nên khi mà các bạn sử dụng xe mình nên nhớ tắt cái vị trí ổ khóa điện nào về chữ O. Đó, thì nó sẽ khi mà chúng ta không có sử dụng xe nữa thì xe nó không bị hết pin. Trường hợp mà mình quên mình để ở vị trí mở yên như thế này, remote để gần xe quá mà còn ở vị trí màu xanh, thì chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 tiếng thì xe mình không có khởi động được nữa. Thì nó gây một cái cảm giác phiền cho mình đó. Cho nên các bạn khi mà sử dụng cái dòng smart key này thì mình phải nhớ là lúc nào mình cũng phải tắt cho nó về vị trí O hết, thì nó sẽ giúp cho cái bình nó không có bị hao điện. Cái thứ hai nữa, nó an toàn hơn cho xe đó. Rồi cái mình cần nói ở đây nữa là về cái mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ xe của dòng A-Black này nó rất là dễ bị vô nước ở hai cái phần nút này nha. Thì nó vô nước là do cái không phải là do cái xe này cái mặt đồng hồ nó dở ha, mà là do sử dụng. Có nghĩa là khi mình chạy ở đường mà bụi bẩn á, khi mà bụi nó lọt vô hai cái nút này nè, thì vô tình những cái hạt bụi nó kê lên cái thung này, thì nó sẽ gây ra một cái lỗ hổng để cho khi mà chúng ta chạy đường mưa nhiều hoặc là rửa xe á, nước nó sẽ bị lòn vô, thì cái mặt đồng hồ nó sẽ bị ẩn nước lên. Nhưng mà đồng hồ điện tử mà nước vô thì hư chứ không có nói gì nữa hết. Cho nên các bạn mua xe mới cần thiết nhất là mình phải bảo quản cho cái đồng hồ này tuyệt đối là không có bụi bẩn. Nếu mà cần thiết nữa mình sẽ dán lại cho nó, dán decal á, cho nó an toàn hơn, cho nó không bị vô nước đó. Chứ không phải là do cái mặt đồng hồ dở ha. Có cái lúc đầu thì như các bạn có ai mà xài con Black 125, 150 này rồi thì có lần đầu tiên nó sẽ bị lỗi là lỗi đồng hồ giờ. Đồng hồ giờ mà chỉnh rồi nhưng mà chạy 1-2 ngày nó lại trở về vị trí như là ban đầu thì cái đó là do lỗi thiệt. Còn mà bị vô nước là do cái nguyên nhân của mình sử dụng thôi. Ở tháng mưa này thì những cái nút này thì nó cũng dễ vô nước nha. Cho nên mình có đi trời mưa đồ về thì mình có thể dùng cái khí nén, mà trường hợp ở nhà mình không có bình khí nén mình xịt vệ sinh á, thì mình có thể mua một cái chai xịt chống rỉ á, để về mình xài cho xe của mình luôn. Mình cứ xịt thẳng vô cái nút này và bấm lên bấm xuống cho nó ngấm vào, thì xe mình nó không có mấy cái nút này, nó không có ga ten thì cái nút nó bền hơn, nó lâu có bị oxy hóa hơn. Rồi cái thứ ba nữa là về bộ phận ly hợp của dòng xe Black. Thì cái con xe này là cái con xe mà có cái động cơ mà nó ồn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái dây cu gò của nó xài là cái bề mặt á, là có hai cái mặt gân đó, hai mặt gảnh á, thì cái hai cái mặt đó là để cho nó giúp cho tăng cái ma sát vô cái bu ly, và cái mặt bên kia thì nó dễ tạo ra giống như một cái luồng gió để thổi những cái bụi bẩn ra, thì giúp cho xe nó tăng tốc mạnh mẽ hơn. Nhưng mà
cái đó thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng kêu động cơ rất là lớn. Thì trường hợp các bạn chạy vận hành khoảng vài ngàn km, mình có thể mở cái bộ phận ly hợp này ra để mình vệ sinh sạch sẽ trong đó, thì cái tiếng ồn nó sẽ bớt kêu đi đó. Nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha các bạn, nó chạy cũng rất là tốt. Chỉ phần nó có hơi có cái tiếng ồn hơi khó chịu thôi. Còn mà bị chạy mà rung giật ở ga đầu đó, thì các bạn cứ đem lên cửa hàng mà mình mua xe đó, mình có thể mở cái bộ phận ra để vệ sinh sạch sẽ và vô mở lại nhẹ nhàng thì chạy nó sẽ mượt lại thôi, chứ không có hư hao gì hết. Ngoài ra thì các bạn chạy khoảng vài chục ngàn km thì mấy cái chi tiết trong này nó mới phát sinh ra những cái hư hỏng, những cái mòn thôi. Như vỏ xe hay là bố thắng, mình chạy một thời gian thì tất nhiên là phải mòn rồi đó. Rồi thì về con A-Black này thì nó cũng chỉ có những cái đó thôi. Còn những cái ưu điểm của nó thì chạy tiết kiệm xăng nè. Các bạn nào có mua những cái dòng A-Black này thì biết rồi đó. Ngồi rất là thoải mái nè, chạy thì tiết kiệm xăng đó. Hộp đựng đồ thì để đồ thoải mái luôn, hộp đựng đồ rất là rộng, mình có thể để những thứ mà cần thiết trong này. Thì ở con 125 thì nó sẽ không có hỗ trợ cho mình cái cổng sạc điện thoại ở đây, nó lắp lại rồi. Còn 150 thì ở đây nó sẽ có. Để mình mở chiếc 150 cho các bạn xem. Đây, chiếc 150 thì nó sẽ có trang bị cổng sạc USB nằm ở đây ha. Này là cái màu đen. Đây phiên bản đặc biệt. Rồi thì về con A-Black thì cũng có nhiều thôi. Mình xin nhắc lại là về con Vision nè, hiện tại giá nó sẽ dao động khoảng từ 32 triệu cho đến 34 triệu. Còn con A-Black thì nó sẽ có giá khoảng từ 45 cho đến 56 triệu, bao gồm tất cả các phiên bản luôn. Thì các bạn muốn biết chính xác thì mình có thể ghé đến các cửa hàng Honda để mình tham khảo giá. Thì cái giá này chỉ là giá tham khảo thôi. Còn nếu mà các bạn ở Trà Vinh thì mình có thể ghé đến Head Honda Thành Hiếu á, để mình xem những cái mẫu xe mới này, lựa chọn cho mình một cái mẫu xe ưng ý và một cái màu hợp lý nhất, và giá cả thì rất là phải chăng. Rồi thì mình cũng kết thúc lại đây và hẹn các bạn lại clip gần nhất. Mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin xe mới và những cái giá mới trên thị trường cho các bạn cùng tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.